Hello mọi người, mình là Thanh. Hôm nay thì Thanh lại về được thêm vài cây Nokia 88 Gold Edge. Thì Thanh vừa về một cây đây. Cây này là Gold Edge, còn đẹp keng luôn, full box zin, đầy đủ phụ kiện zin. Còn cây kế bên của nó là một cây da nâu. Cây này cũng là nguyên zin luôn, còn rất là đẹp. Cái bề mặt vỏ cây này á thì còn hơn 96% một xíu. Nó có dăm xước nhưng mà nó không có cứng móp gì cả. Đây, cái ghế sau ghế zin nha mọi người, ghế nhựa zin luôn nha. Đã nói nguyên zin là tất cả mọi thứ từ trong ra ngoài đều zin hết, kể cả cái da hai mặt luôn, màu nâu và zin luôn. Chịu rất là nhẹ nhàng. Thì cái giá này rất là tốt luôn, chưa tới 30. Cây này thì giá của nó là 28.800. Đây mọi người xem cái ghế zin của nó nè. Ở phần trên đầu nó thì nó sẽ bị cái ghế zin của nó bị cứng nhẹ một xíu, nhưng mà vẫn đẹp không sao cả. Đó, bề mặt vỏ của nó còn hơn 96%. Thì một cây Nokia 88 Gold Edge mà nguyên zin còn đẹp chuẩn luôn như thế này thì giá quá hợp lý rồi. Bây giờ Thanh sẽ quay cái cây đẹp keng ở đây. Cây này thì full box như thế này, đầy đủ phụ kiện luôn. Giờ Thanh sẽ quay cái máy cho mọi người xem nha. Đây, cái đốc zin của nó còn rất là đẹp luôn. Bản này là bản da trắng. Thành sẽ lấy ra ngoài luôn, quay cho nó chi tiết hơn. Đó, mọi người thấy không? Cây này thì bề mặt vỏ của nó đẹp, hơn 98%. Cây này thì giá cao nha mọi người. Gold zin mà đẹp như thế này thì giá nó cao. Cái gáy của nó nè còn rất là đẹp luôn. Da zin màu trắng hai mặt còn đẹp, da zin theo máy còn đẹp. Thành sẽ quay kỹ cái bề mặt cho mọi người cùng xem. Anh em nào mà cần Gold Edge mà để tặng biếu hoặc là mua sưu tầm mua xài thì mình chọn cái này khá hợp lý luôn. Giá của nó là gần 60 nha mọi người, gần 60 triệu nha. Cây này thì đẹp gần hơn 98%, gần 99%. Còn cái cây nâu này á thì bề mặt vỏ của nó chỉ còn có hơn 96%. Cây thì đẹp keng nè. Đây, rất là đẹp luôn. Kèm theo đó là nó còn full box đầy đủ phụ kiện như thế này. Full box ở đây. Đây là đốc sạc của nó. Sẵn tiện thì Thanh sẽ quay những cái cây kế bên. Đây là cây lông phụng. Đó, hai cây lông phụng. Hai cây lông phụng này cũng là zin luôn. Thì giá của nó trên 20. Và đây, cây này thì bề mặt vỏ của nó cũng còn tầm hơn 96% thôi. Giá của nó là 32.800. Cây này là full box đủ đồ luôn. Đây, những cây Thanh để trên này là full box đủ đồ luôn. Và bên đây còn một cây nữa. Cây này thì giá nó cao hơn cái cây bên góc kia, 34.800. Thì cái cây này bề mặt vỏ nó đẹp hơn một xíu, nhưng mà cái cây giữa này, cái cây giữa gần 60 triệu này nó đẹp nhất nha mọi người. Đó, bây giờ Thanh sẽ quay sơ xuống dưới cho mọi người cùng xem. Còn rất là nhiều máy ở đây, anh em nào cần mẫu nào thì cứ liên hệ cho Thanh. Carbon, đen, sapphire đen, rồi sapphire nâu đầy đủ hết. Thanh sẽ quay xa cho mọi người cùng xem nha. Nếu anh em nào mà thích những cây máy ở vị trí nào, cứ chụp hình lại, gửi Zalo hoặc Facebook cho Thanh với số điện thoại là 0981 717171. Anh em nào mà gần địa chỉ này thì cứ ghé qua shop mình xem thoải mái luôn. Anh em có thể trải nghiệm rồi ngồi test thoải mái những cây máy này luôn. Rồi, cảm ơn tất cả anh em đã xem cái video của mình. Hẹn anh em vào một cái video kế tiếp nha.